Xin chào tất cả các bạn, các fan clip của Mộc Nhi. Thì ngày hôm nay Rảnh Rỗi có biết làm gì nên Mộc Nhi quyết định là sẽ quay một cái clip này gửi cho Mộc Nhĩ. Nè Mộc Nhĩ, tao nghe rất là nhiều người nói mày nói xấu tao đúng không? Mày nói tao là cái đứa gì ế nhất trong cái xóm này hả? Xin lỗi, tao ế nhưng mà hả? Tao đẹp, tao như nhỏ xinh xinh gì đổ xài rồi đó mà mày. Cần nhầm, cái mặt như con cần cờn thế mà ghê. Mày cũng ế khác gì tao. Tao xin giới thiệu cho mày biết, tao chính là cung bọ cạp. Một khi mà mày đã đụng đến lòng tự trọng của tao thì mày chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà cũng không quên chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ.